cái đó có hai ba ngăn đó chị, cái đó hai ba cái chị trồng lên cái đẹp còn kìa, đẹp lắm. Dạ. Em lắm đó trời, cái đó nó để đồ ăn từ từng từng dở ra trên nhà hàng đó. Cái gì đẹp đẹp nè, không bì hay là ăn kem mà hay là ăn kem quá đây, cái gì rất đẹp mình sẽ được thấy còn thấy à, không đấy là trang đấy à, đây đấy là trang. Cái đó sinh tố nè cha, ờ sinh tố luôn đó, sinh tố luôn đó, bảy đó, bảy giờ quảng cáo luôn rồi đó. Ờ mấy cái này, mấy cái đầu gạch thành thuốc này kia, thành thuốc đó đó cha. Ừ. Em trang bị quay nữa rồi, quay gì vậy? Được cái dĩa nè, nãy giờ tôi tính tên được cái dĩa nè. Cái này cái nắp nó để cái đèn. Bữa nay bà có xứ rất là đẹp. Tại bên đó. Bên đó có bên bên Tân Miễn cũng chuyên về bên này nè, chuyên mai đồ. Mấy ngày nay nó quay nè. Mối em. Có được tới 11 vậy bà. Chắc đi Sài Gòn chứ. Đi rồi, đi mấy ngày nay rồi. Trời. Tiếng này bảy. Chết tao giờ. Ôi, trời ơi, 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 ơi. Ôi, cái nào chị em không được. Cái kia 120 rồi. Rồi thêm. Dạ không. Bốn bốn cái này là nó 40 ngàn rồi phải không? Dạ, cái kia 70 là 101, rồi ma hai cái kia 10 ngàn là 102. Quay lặng lên đi đâu? Dạ. Đó đem mấy cái đó. Bà này bà không dẫn thế. Bà này bà không dẫn. Của tao còn mới. Ờ. Rồi mình nữa mua cái. Này được 101 mà không bật. Thôi, đâu có được. Cái gì tặng bán 70 ngàn rồi đó. Im lấy chày lá lấy rồi. Lá hành lá hành có mấy cái gì mình nghĩ là mấy đó ba cái mình thấy 5 năm nữa. Tôi thấy gặt nó mình đẹp. Cái hoài. Cái chị năm nào 7 nè. Chết à. Đây bữa nay có cái thằng dưới đâu. À bằng gì các bạn. Người ta mua cái cho em một cái đường. Sao vậy bảy? Kéo cái thằng này vô cái hộp mà này, này cái hộp cái hộp nó đây nè mà bảy ơi, mấy cái tô này sao bảy? Nó tính 10 ngàn đây vậy ơi. Cái này cái chén này cái chữ rất là đẹp. Cái chữ lên dòng chữ đót đót chị. Mua gì phải không? 10 ngàn này đẹp. Mua vậy ba cái này cũng dễ bể lắm. Có ai có dành không? Nhiều. Ba cái vườn vườn cũng đẹp. Cái này chén nước mắm nè. Cái này cái gì bà bảy? Cái ly á, em rồi em ra. Thấy hả không? Lấy bỏ ra. Mình đi ra bà bảy để mình quay đồ nghĩa địa nữa, địa của bảy các bạn. Bữa nay cũng có đồ mới nè, chủ yếu bữa nay là đi thấy ly thủy tinh đẹp đó các bạn ơi. Cái chảo này cũng đẹp nè, giờ người đẹp không, mình youtuber là YouTube mà trên YouTube luôn á, mình rất là nhiều các bạn có quay về chia sẻ chơi. Không ai bán cái này giá này đâu nghe. Bình này các bạn, bình giữ lạnh bữa nay bình rất là đẹp ha. Cái bình này cái nhiêu bảy? Hỏi nữ bảy. Cái này quảng cáo. Trời ơi, quảng cáo đâu, chỉ quay video thôi. Bữa nay lì xứ cũng đẹp nè.
Đi đó 10.000 cái rồi, bà đang cái giá cho bà bán 10.000. Bà nông dân bà cũng sống dữ lắm nè, bà làm kỷ niệm, bà là bà chân nhà bà chắc dữ lắm luôn nè. Có ly là dễ thương các bạn. Đen. Được. Tùy bà muốn cho ai uống không được. Bà uống là sang lắm rồi. Bữa nay mấy ly thủy tinh cũng nhiều rồi, nhưng mà mình khá nhiều nhà này, mình chỉ đi coi ha. Đến quay nha các bạn. Đây là bà Bảy nè. Cái đó đẹp hơn chứ. Bảy cái nồi này hết cưng. Cái chảo này thì chảo cũ nè các bạn. Có cái này của nước ngoài nó làm gì cũng làm gì. Cái này làm gì đâu mà cho tôi con này đồ ăn lẩu nè chà. Ê Bảy ơi, bên đâu có chén hả Bảy? Gì hả? Đây có người hỏi. Bữa nay ba cái này cũng đẹp nè. Cái này tối nó trắng vậy. Rồi nắng đẹp. Cái này xin đổ im lắm đó. Cái này nó khác ở trên. Này có bữa nay là giặt mùng 5 tháng 5 mà bữa nay là bữa nay là mùng 4 hay gì. Nay mùng 4 tháng 5 mà các bạn chuẩn bị Tết nửa năm các bạn. Đây là bên Mica. Hôm nay mai ca nhiều ha, có khi bà có mai ca, có khi bà đâu có mai ca đâu. Kiếm cái ly này mai ca mình cũng thích lắm các bạn. Cái thôi đường đường làm gì trời. Mấy cái kiểu kiểu làm gì đây? Muỗng nghĩa nữa các bạn. Có cái ly này dễ cưng các bạn. Bảy ơi, ly dễ cưng Bảy. Màu hồng các bạn. Nghe nè, tôi bắt cho bà rồi bà đi đi. Cái này nó là kiểu gì nó móc méo hay là do nó bổ nó bị móc méo mình không biết. Coi ông nội đó đang nhậu nó cầm chai vô luôn. Đây cũng đẹp nè. Đây này quá đẹp luôn. Có chữ của Nhật. Trời ơi, mua đồ với chả gì chắc chết quá gái ơi. Cái này với cái đó luôn nè, cái đó 4 cục rồi. 40 ngàn rồi. À, thì cái này như là 6 cục là trả 100. Mình sẽ vô lựa kiến nha. 70 bóp 10 ngàn ra thôi.